Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Như thường lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho bếp và đế chủ Phương Phương và Đông Đông gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay là tối chủ nhật cuối tuần thì mưa thì hơi là lất phất, cho nên và đế chủ Phương Phương và Đông Đông với lại Tina rồi chị Trà My với lại Diễm My với lại Thiên Nga mà Thiên Nga đang lợi. Tụi em đang có mặt tại Vincup Viên nha mọi người. Địa chỉ ở đâu Đông Đông? Địa chỉ là 29/86 quận Phú Nhuận nha cả nhà nha. Thì Đông sẽ lặp lại một lần nữa nha. Vincoffee này có nghĩa là có địa chỉ là 29/86 quận Phú Nhuận nha. Đó mọi người ơi, đây là một quán coffee là cà phê với lại nước giải khát rồi giống như là hát với nhau đó mọi người. Mọi người theo chân với đế chủ của Phương mà Đông Đông đi vòng trong để mình đi vào em quên nói mọi người nghe nha. Tuy ở trong nhỏ, trong hẻm nhỏ hẹp như vậy mọi người vào đi không khí rất là thấm lắm luôn. Cứ là ấm cúng rất là. Mà cặp tình như mà bước vào á chỗ thích lắm luôn á đi chị ơi. Gì đấy. Minh Tiết thích lắm đó nha. Sinh khấu này vui vậy, sinh khấu để dành cho chị Minh Tiết cả nhà. Nè, mốt Minh Tiết vô đây, Minh Tiết hát bài Đã Không Yêu Thì Thôi nè. Minh Tiết từ trong đây. Đó, Minh Tiết bung ra. Lệ đôi khi đầu môi, anh ơi trong nơi đầu môi. Phải xa đành thôi, sao anh giang dối người ơi. Vì sao tình tôi chuyển thành bệnh anh đã lâu. Vì sao em, tôi không hiểu vì sao. Đó, đây là một quán Bee Coffee. Có nghĩa là khi mà mọi người vào quán, mọi người thưởng thức nước. Cũng có thể lên đăng ký giao lưu một bài hát vui vẻ nha mọi người nha. Anh Nguyên ơi. Anh Long ơi. Anh ơi, quán của mình sao anh có thể bật mí cho mọi người không anh? Quán của anh thì cũng mới mở thôi, nhưng là dành cho cộng đồng bên mình. Dạ, dành cho cộng đồng LGBT, như là trai gái gì đó. Đúng rồi, tất cả mọi người luôn. Nhưng mà là em thấy từng cái tranh ảnh cũng như mọi thứ đề cao đây là tự anh thiết kế luôn. Là bên mình cũng kiếm thiết kế, còn như là tự làm. Vô ngồi đi anh. Vui vẻ đi, ok. Xin mời quý khách, có bạn chưa? Vô ngồi giùm em nha. Đó thì cái quán B đúng không chị? Bee Coffee á, có thể là dành cho cộng đồng LGBT như Đông với chị Phương với tất cả mọi người luôn. Nói chung là đó, nam nữ người chị em cộng đồng LGBT ai cũng vào mình thưởng thức nước rồi. Ai mà muốn đăng ký bài hát thì mọi người có thể lên giao lưu. Đây là khung trang trí biểu diễn nha, còn ở trên lầu nữa nha mọi người nha. Hôm nay là đi với chung với lại chị Trà My nè, rồi chị bé Tina, Nguyễn Hồng Tâm, rồi Diễm My nữa, rồi có chị yêu nữa, có Võ Trọng Hiếu không, có Cù Là, có Cù Là đang chạy lên nha, tại vì Cù Là bận với phụ người nhà giao thịt heo á, là chuẩn bị xong rồi là chạy lên đây liền á. Nè mọi người, đây là menu nè mọi người, rất là dễ thương nha. Đó, đây Bee Coffee đây 89k. Chị ơi, và trước khi mình tới á là mình được cái món tráng miệng nha. Bánh tráng rất là món bánh tráng tỏi. Ăn thử cho mọi người coi đi em. Ăn thử nha, để Đông ăn thử cho mọi người coi nha. Ngon chị vừa ăn nước chị miếng nha. Hiện tại mình mưa lất phất cho mọi người nha. Ê trời, đừng đút vô lỗ mũi con má ơi. Trời chứ kỳ ghê á. Đút thẳng vô lỗ mũi thôi để chị tự đút cho em. Đó rất là ngon luôn. Nó vừa chua chua cay cay và hương vị nó rất là kiểu lộ thái vậy. Đây mọi người quay bức tranh 10 sao. Quay cái này đi anh. Không phải. Bên phải là Đông Đông, còn bên trái là Hu Phương. Thấy không? Đây là tranh của anh, tự anh Long thiết kế luôn nha, đi vô em. Còn le lưỡi sổ khuyên là cái gì. Đây Maradona này. Mari Monroe phải không? Đây là tấm ảnh của chị Mari Monroe nè mọi người. Chi tiết gì già đó cả nhà. Trời ơi. Tôi cản miệng mày không kịp luôn á bé. Đây nè, đây hai chai rượu rất là bắt nha. Đây là con mèo bắt nè mọi người. Và bên bật mí với mọi người nữa, hôm bữa em đã coi clip Diễm My rồi. Mà Diễm My có bật mí là gặp trái dâu giả. Ê trái dâu thiệt, trái dâu bự bự đây, trái dâu đây. Trái dâu đây mọi người ơi, thấy không? Đây là trái dâu bự bự đó, trái dâu bóng rồi đó, vui vẻ rồi đó. Lên lầu đi. Đi lên lầu với em nè Lâm ơi. Nhanh chân đi lên lầu, theo Lâm với chị Phương nha. Đây là bức tranh rất là đẹp nha. Bức tranh là nói về chị em cộng đồng LGBT mà dễ mắc nước thì giống như em này nè. Thấy không? Luyến lấy rồi đó, vui vẻ rồi đó. Đó, mọi người đến với quán của anh Bee Coffee, quán của anh Long rất là dễ thương luôn. Và mọi người đang đưa lên lầu chung với em với Đông Đông nha. Trời ơi, đẹp quá. Ôi ôi. Trang trí rất là bắt mắt luôn chị ơi. Sang quá. Tấm ảnh này giống Jessica quá. Chị ơi. Đây mọi người. Và cả gia đình ơi. Mọi người mà có đến đây uống cà phê á
Đây là có phòng riêng chơi cả gia đình luôn. Trời thích lắm chị cô ngồi đây. Ôi thế em thử cái ghế sofa này coi cái độ nó tưng như thế nào á. À, tưng quá nè. Tưng quá trời luôn á cả nhà. Mày thử ghế hả? Ôi, thích ghê luôn á, chị muốn thử đi. Ghế tao thử ghế nè. Mấy con này tôi giả vô mặt. Mày giờ thử ghế, mày thử ghế nè. Mày thử ghế nè. Nói chung là rất là thích luôn mọi người ơi. Mình vừa được thưởng thức cái các món giải khát chỗ quán Bicoffee nè, của anh Long nè. Ngay chỗ đời địa chỉ mấy? Địa chỉ là 29/86 quận Phú Nhuận nha. Thì mọi người á, tuy cái hẻm hơi quận Phú Nhuận mà đường gì nãy chưa hết đoạn đi ờ quên đoạn thi điểm nó quên rồi, quên Long sẽ lặp lại mọi người một lần nữa nha. 29/86 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận nha. Quán rất là dễ thương nha, trang trí rất là bắt mắt. Mọi người có thể lên đây thưởng thức uống thức uống nè, mọi người có thưởng thức các bài hát nè. Bây giờ Diễm My chuẩn bị hát cho mọi người nha. Hôm bữa em thấy chị chụp á, cái trái trầu này chị nhớ không? Đây là để mọi người lại thưởng thức nước mà mọi người cũng có thể là selfie với người đẹp đẽ rồi đó. Chụp hình rồi đó. Trước là quyền lực luôn nha cả nhà. Thấy chưa? Đây trang trí rất là bắt mắt luôn. Thiệt. Cho nên mọi người nên đến với Bicoffee nha. Rất là sang trọng, rất là ấm cúng. Đây là những chiếc ghế ngồi để mình thêm xem sức, để mình thưởng thức các phần trình diễn của những các bạn, các anh chị em nào mình muốn đăng ký. Đó. Ở đây là cái dành riêng cho những bạn mà muốn họp hội cuối tuần vui chơi hay gì đến đó uống cà phê rồi này kia, cũng có một cái phòng riêng cho mọi người luôn. Đặc biệt là các bạn LGBT á, tại quán cà phê là dành cho các LGBT, nói chung là tất cả nói mọi chung người là luôn. Cái quán này á không có dành riêng cho ai hết, nói chung là ai đến cũng được hết mọi người ơi. Nói chung là cái cách trang trí hay là cách bài hay là cách xây dựng rồi đó, nói chung là thiết kế đó là dành riêng cho chị em cộng đồng LGBT nói chung, cũng như các nam nữ nói riêng. Nói chung là quán này ai đến cũng được hết đó. Trước là mình để thưởng thức từng món nước hay là các món ăn vặt, bánh tráng rồi vân vân và vân vân. Thì địa chỉ Bicoffee hồi nãy Đông Đông đã nói rồi, đã nói là một lần. Đông sẽ lặp lại một lần nữa nha. 29/86 Đoàn Thị Điểm quận Phú Nhuận nha. Đó, mong đó. Mọi người đến đây thưởng thức các món nước, mọi người có thể chụp chung những bôi ảnh đó, quyền lực rồi nè, thấy không? Đó, chụp chung các bôi ảnh và rồi đó. Và sắp Halloween rồi, mọi người tranh thủ đến đây chụp những cái tấm ảnh mà kiểu của Halloween đó, rất là hợp với không khí ở đây. Ngoài ăn uống và quầy giống như là uống nước giải khát, các bạn còn có thể ngồi nghe những bài nhạc sâu lắng, những bài nhạc lắng động và những tâm trạng của những chị em cộng đồng LGBT như chúng em, hay là nam nữ, những anh trai, chị gái nào có giọng hát thì mọi người cứ mạnh dạn và đăng ký lên để mà hát. Đây là sân khấu đây, rất là đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Đó, mọi người thấy không? Đẹp lắm luôn. Đây là tấm ảnh của chị Trà My hồi xưa nè mọi người. Thấy không? Hồi xưa chị Trà My hồi trẻ là chị Trà My nhậm tóc vàng đeo mắt kiếng như cô giáo Thảo vậy đó. Bây giờ lớn rồi chị Trà My bớt rồi, chị Trà My không phải là vậy nữa. Chị Trà My bây giờ rất là thanh lịch luôn. Đó. Mà mọi người đây là nhà vệ sinh rất là sạch sẽ luôn nha. Và mọi người trở lại với chúng em ở dưới nha. Đây là con hồng hồng để chúc chị em mình lên chụp hình nha. Đây là Nguyễn Hồng Tâm, Tina nha mọi người. Hello tất cả mọi người. Đó, chị Trà My ra đây, chị My. Đây luôn, vui vẻ. Đây là Nguyễn Hồng Tâm nha mọi người nha. Hello kênh của chị Vũ Thu Phương ha. Đó mọi người, nếu mà có rảnh đổi thời gian, tại vì không gian này là hợp cho cộng đồng LGBT mình, giống như những bạn lesbian hoặc là gay hoặc là chuyển giới sang trans, thì nếu rảnh đổi có thời gian thì đến đây quán tại đây rất là không gian, rất là ok. Địa chỉ là 29/86 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận nha cả nhà nha. 29/86 nè. Đoàn Thị Điểm. 29/86 Đoàn Thị Điểm quận Phú Nhuận nha mọi người nha. Cho nên mọi người rảnh cuối tuần hay là ngày thường đó, nói chung là rảnh rỗi thì mọi người hãy dành ít thời gian. Cho nên những chị em cộng đồng LGBT nè, hay là nam nữ nè, những cặp tình nhân, mình cũng có thể lại đây mình uống những thức uống rồi ăn những món ăn vặt bánh tráng rồi đó, rồi mình cũng có thể nghe nhạc, đăng ký bài hát. Đúng rồi, đăng ký bài hát giống như chị Trà My. Bây giờ xuống đây, xuống đây ngồi bốn đứa bốn cái ghế nè. Chị cho mẹ người ta nói chị giống như Kim Anh vậy chị Trà My. Chúc chị My hát bài Lâu Đài Cát nha. Xuống đây giống như là ta nhắm đảo quyền lượng đi cho bốn đứa chị ngồi gần đông đông để đông đông bởi vậy. Nó bây giờ mình ngồi vui ba nhắm đảo quyền lượng vui vẻ
Mọi người ơi, mọi người như đã biết thì mọi người đã biết Nhật Kim Anh hát bài Lâu Đài Cát rồi. Một chút xíu nữa chị Trà My sẽ bật mí và chị Trà My sẽ hát Lâu Đài Ma nha. Thằng người đừng hứa. Thằng người đừng hứa. Bây giờ chị có thể hát một đoạn cho tất cả mọi người nghe không chị? Hát một đoạn hả? Thằng người đừng hứa. Ủa, cầm đi gô nữa chị. Đã biết chơi đàng hoàng chứ. Ok chị. Đừng có thử đi vô nha, quay YouTube đâu không có thử đi vô được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hãy đi một cái quán gì giới thiệu đi. Dài quá cho mình. Bean Coffee. Bây giờ cái giới thiệu là mặt hàng là quán trước. Rồi thì kêu khách đến đây ủng hộ. Xong rồi mới lắng nghe qua giọng ca của Nhịp Kim Anh. Đuổi ôi. Đuổi ôi. Đuổi ôi mọi người ơi. Lần đầu tiên anh được gặp Nhịp Kim Anh ngoài đời luôn á mọi người. Hello chị Anh. Chào em. Chào chị. Đi cười em khóc. Em cười hay em khóc? Em miếu. Đừng giới thiệu chị đi. À, ôi. Giới thiệu chị mới ra. Trời ơi, ok. Và sau đây, mọi người được thưởng thức và sự mở màn của ca sĩ Nhật Kim Anh. Vỗ tay lên đi. Trời ơi, khó khăn. Bên đời người xưa, nước mắt chảy dài trên sông. Có một người quên, một người cớ sao nhớ hoài lời thề đã trao khi xưa. Chắc anh còn nhớ người vợ ấm êm cao sang, quên nghĩa quên tình. Vỗ tay lên. Anh đò đi đâu nhớ bến chiều nở xưa. À trời vui mọi người, rất là hay và rất là vui luôn. Chị My có tính rất là giải trí nha, cho nên rất là mong mọi người ở gần cũng như ở xa đó, mọi người rảnh thì mọi người hãy ghé quán Bean Coffee để mà ủng hộ nha mọi người. Địa chỉ ở mấy là đông đông địa chỉ là 29/86 Đoàn Chỉ Điểm, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Đó, mong mọi người cuối tuần hoặc là ngày nào rảnh rỗi thì mọi người hãy rủ bạn bè hay là những cặp tình nhân, những chị em cộng đồng LGBT tốt bót hay là gay đó, hay là sexual giống bóng xém lộ giống em cũng được đó mọi người. Đó, rảnh thì mọi người cứ dành ít thời gian rồi đi uống những thức uống mà mình có thể gọi những món ăn vặt, chẳng hạn như là bánh chén nè, gùi đậu phộng nè, vân vân và vân vân. Mọi người vừa thưởng thức món ăn uống rồi, mọi người ai mà yêu thích các bài hát hay là có tính giải trí thì mọi người cứ lên đăng ký bài hát và mọi người có thể phục vụ tất cả mọi người đó. Cái gì cái thì mọi người ơi, chị sáng là em sáng. Nói chung là mọi người thích thì mọi người cứ lên đăng ký để mà giao lưu cùng các bạn trước lạ sau quen vậy đó mọi người. Mọi người có muốn Nhật Kim Anh hát nữa không dọ? Hát nữa không? Hát nữa không? Nếu hát thì ai muốn mẹ Trà My hát thì cho chàng một vỗ tay, cho chàng vỗ tay nha. Rồi, vỗ tay lên. Nhưng mà trước khi ủng hộ quán là địa chỉ. Dạ, hôm nay con mới đọc địa chỉ đây, bây giờ con sẽ lặp lại nha. 29/86 Đoàn Chỉ Điểm, quận Phú Nhuận nha cả nhà nha. Tuy nó nằm ở trong hẻm nhưng nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà không gian ở đây rất là ấm cúng và rất là đẹp. Đó mọi người. Thì bây giờ mẹ hát đi. Mẹ lắc hoài mẹ. Bây giờ hát bài gì? Mẹ hát bài gì của Nhật Kim Anh? Lâu đẹp bài gì nữa? Thôi bây giờ em nghĩ là mẹ hát thôi, bây bài giờ dành cho LGBT mình đi. Bài hát là LGBT mà không phải yêu, không phải này thật là này thấy chưa, mẹ và mẹ rất là dễ chung luôn, cho nên rất là mong mọi người ở gần cũng như ở xa dành chút thời gian để mình ghé quán và ủng hộ quán Bean Coffee nha mọi người. Đây là bức tranh nói về cộng đồng của chị em, cộng đồng LGBT. Mặt bên trăng là sao, bên kia là mặt trăng. Mặt trăng có nghĩa là buổi sáng là mình đóng dây nam, thấy không? Ê, mặt trời quên, em xin lỗi mọi người. Mặt trời là buổi sáng là nam đó mọi người, thấy không? Bên nữa là đầu đinh đó mọi người, là em đó. Còn bên mặt trăng là ban đêm, là tối là tụi em đòi bức giả, đòi trang điểm lên đồ này kia để phấn son để mà phục vụ tiếng hát lời ca cho mọi người xem nha. Đó. Mặt trời là Vũ Tu Phương. Ôi dồi. Mặt trăng là của ai? Á hậu Trà My. Ôi dồi dồi. Được chị, hơi chết được rồi chị. Đúng rồi đó, chị thương. Em mình vui vẻ nha. Cái gì cái chị đẹp cho em đẹp. Đúng rồi đó chị. Đi ghét có gì trời. Đó, ngoài thưởng thức các món, mọi người cũng có thể lên đây selfie, chụp hình, post lên Facebook. Có rất là nhiều cảnh đẹp, như chẳng hạn như là bóng đèn ở trên, mọi người cũng có thể tạo dáng được. Đó, tạo dáng tạo đó. Rất là đẹp cho cái nhà. Ui, đẹp quá chị Nhật Kim Anh ơi. Đẹp không em? Đẹp chị. Cười đi. Em cười hay em khóc? Em miếu. Em miếu. Còn chị cười. Đang nói gì con? Và em ạ. Và em với chị Phương thường thường á, hay đi đâu cũng chụp hình đó. Mà thực sự vừa bước vào quán này á, là muốn chụp hình liền. Thực sự rất là đẹp, với view rất là sang.
muốn giống như là đi một hai bước là chụp một hai kiểu đó. Rất là phải chụp hình, phải selfie lắm đó. Nhớ tụi em là có câu là đi tới đâu chụp tới đó đó mọi người. Rồi, rất là cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn những anh chị em, bạn bè mình ở gần cũng như ở xa mình ủng hộ kênh VDS Vũ Đô Phương nha. Mọi người ai chưa subscribe đăng ký thì mình hãy giúp VDS Vũ Đô Phương, giúp nhóm em, mình hãy like và subscribe đăng ký để giúp cho nhóm Thu Phương có thêm động lực để mà làm nhiều clip hơn nữa, quay nhiều sản phẩm, quay nhiều video clip để mà phục vụ tất cả mọi người ở gần cũng như ở xa, hay là ở Canada, ở Mỹ, ở trong nước và ngoài nước, để mọi người có video để mà xem nha. Và mọi người nhớ đến ủng hộ quán Bi Coffee của anh Long nha mọi người nha. Địa chỉ ở mấy nha? Địa chỉ là 29/86 Đoàn Duy Điểm, quận Phú Nhuận nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Một cái quán rất là sang trọng. Quán này giống như là dành riêng cho cộng đồng LGBT gì đó mọi người ơi. Rất là dễ thương luôn nha. Đặc biệt nam nữ hay là trai gái gì đến cũng được hết. Đó, bye bye mọi người nha. Nhớ đón xem và ủng hộ quán nha. Bye. Ung cả nhà đi Jimmy. Ui ui ui, hồi chết rồi. Thả tim đi chị. Chụp hình đi, bốn chị em mình chụp một chung một tấm hình đi. Kéo chân đi chị. Mày lên luôn mày. Kéo chân mình đi. Mày lên không? Mày lên luôn đi. Mày lên đi mày. Vui vẻ đi em. Giống đồ đét quá, ăn bánh tráng rồi chết rồi. Từ từ nha, cho Diễm Mây sức khỏe. Mà em lên đây ngồi đi, chị đứng ngoài sau lưng em cho. Chị nào sức qua được không? Sức qua chị. Chị em phải tự sức cho chị, không được đâu. Nó bưng em đi. Lên rồi. Anh Long chụp cho em tấm hình. Rồi mọi người nhìn đây.